Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 7148976100 và 7144877889. Nature Medic Fucodan, độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Thảo Yên, Hoàng Trung, tôi chào lại quý vị từ cà phê sáng sang thời sự thế giới trước khi gửi đến quý vị các bản tin đáng chú ý thời tiết trong ngày với Thảo Yên. Vâng, thưa quý vị và thưa anh, hôm nay là sẽ bắt đầu những cái ngày mà nhiệt độ tăng, trời rất là ấm, và cái nhiệt độ như thế này đã giữ luôn đến thứ sáu, đặc biệt là thứ năm, thứ sáu là hai cái ngày mà ấm, có thể nói là bắt đầu nóng ở trong cái tuần này. Trung bình thứ năm đó là có thể lên 78 độ, nhưng mà vừa qua đến thứ bảy quý vị thấy là nhiệt độ giảm đột ngột gần 10 độ lận. Tại vì đến cuối tuần đó thì sẽ có một cái đợt mưa nhẹ nó tràn vào. Và đặc biệt những ngày này đó thì cái gió nó cũng nhiều nữa thôi quý vị, gần 15 dặm một giờ. Và cuối tuần trở đi thì nhiệt độ quay trở về cái mức là 60 mấy độ thôi. Từ 76 xuống 64, 10 độ luôn. Sáng ngày hôm nay, giới đầu tư chờ đợi tuyên bố của ông Jerome Powell, Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang, người có những tiếng nói về phân lời. Và ông lại đương nhiên ông hội ý với các chuyên gia về kinh tế để định hướng xem coi cái việc phân lời sẽ còn tiếp tục tăng không. Điểm quan trọng của giới đầu tư hiện nay là họ muốn nghe ông nói gì. Họ muốn nghe ông đưa ra những cái viễn cảnh của nền kinh tế Mỹ vào thời điểm mà tối nay ông Tổng thống Biden phần lớn là sẽ ca ngợi cái nền kinh tế với cái tỷ lệ thất nghiệp xuống còn ở mức năm 1969, rồi các nỗ lực của chính phủ Hoa Kỳ trong thời gian qua đưa ra các gói kích thích kinh tế bao gồm hạ tầng cơ sở, những màu hồng của nền kinh tế. Nhưng mà giới đầu tư thì không thấy màu hồng. Bởi vì sao? Họ muốn thực tế xem coi ông Jerome Powell sẽ đưa ra tuyên bố nào. Nội trong ngày hôm nay ông sẽ đưa ra tuyên bố. Cho nên sáng nay thì giới đầu tư có vẻ uể oải và thậm chí họ cũng muốn kiếm lời ở một số cổ phiếu mà họ đã mua giá thấp trong thời gian qua. Vì vậy có tình trạng bán tháo ngày hôm nay. Dow Jones vẫn tiếp tục xuống 155 điểm vào thời điểm này, trong lúc chờ đợi tuyên bố của Quỹ Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ để xem hiện tình kinh tế của nước Mỹ trong một vài tháng tới sẽ ra sao. Mối quan tâm của họ vẫn là phân lời, thưa quý vị, phân lời sẽ còn tăng cao. Nhưng liệu rằng ông Jerome Powell có cho biết là sẽ còn phải tăng bao nhiêu nữa hay không? Nasdaq lên, bây giờ thì mới vừa lên màu xanh, bây giờ lại xuống hơn một điểm. S&P 500 xuống 10 điểm. Những cái con số này chỉ là thời điểm buổi sáng thôi. Đến 1 giờ California chiều nay nó còn nhiều thay đổi, thưa quý vị. Còn trái phiếu 10 năm là 3,63, 5 năm là 3,8, 2 năm là 4,4. Những cái điểm khác biệt rất lớn. Dầu hôm nay là lên trở lại 1 đồng 49 sen, 75 đồng 60 sen. Dầu mỗi lần quý vị thấy nó lên, đây là giá dầu tương lai trong vài tháng tới đó, họ mua trước thì có nghĩa là họ nhìn thấy mức sản xuất và phát triển của các công ty nước ngoài cũng như Hoa Kỳ. Một phần nữa đó là với cái tình hình mà động đất mà chúng tôi sẽ đề cập tới nữa ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, các quốc gia cũng cần phải cung cấp các hỗ trợ cho Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian tới. Chính nước Thổ Nhĩ Kỳ cũng phải tăng trưởng, phát triển sản xuất để hỗ trợ cho bao nhiêu ngàn người thiệt hại hiện nay. Và việc xây dựng trở lại kéo dài trong vòng 5 năm, 10 năm tới ở các khu vực động đất nữa. Natural gas, giá khí đốt tăng có 7 sen thôi, 2 đồng 52. Vàng tăng 10 đồng 50 sen ngày hôm nay nhưng vẫn ở dưới mức 1.900.
1889 đồng 70 cent một troy ounce. Và thưa quý vị, cập nhật về cái vụ động đất ở tại Thổ Nhĩ Kỳ với Syria đó, thì tính cho đến sáng ngày hôm nay, phía Thổ Nhĩ Kỳ cho biết là số người tử vong ở đây đã hơn 3.500 người, Syria thì hơn 1.700 người, tổng cộng là bây giờ đó con số ở hai quốc gia là hơn 5.300 người rồi, còn số người bị thương là hơn 20.000 người. Bên cạnh đó đó thì Tổ chức Y tế Thế giới họ ước tính là có thể khi mà những cái đống mà đổ vỡ rồi những cái tòa nhà đó, bây giờ là lực lượng cứu nạn họ nói là còn cả ngàn ngàn người bị kẹt ở dưới những cái đống đó, cho nên là khi mà những ngày tới có thể con số mà thương vong đó là có thể lên đến 20.000 người lận. Bên cạnh đó thì bây giờ đó hàng chục quốc gia cũng như là những cái công ty lớn họ đang điều động tất cả những cái sự hỗ trợ cần thiết cho Thổ Nhĩ Kỳ, chẳng hạn như Amazon họ có warehouse ở đây thì họ nói là họ bắt đầu sẽ gửi thuốc men rồi thực phẩm, kể cả những cái vật dụng thiết yếu đến cho người dân, những người mà bây giờ cả ngàn người đang sống bất vưỡng ở ngoài đường đó, không còn nhà để mà vào. Rồi chính phủ Đài Loan thì nói là lúc ban đầu đó họ kêu gọi tiền quyên góp nghĩ là được khoảng 200.000, nhưng mà chỉ trong vòng có 24 giờ họ đã thu được 2 triệu Mỹ Kim rồi, và bây giờ họ chuẩn bị gửi tiền đến giúp đỡ cho phía chính phủ. Rồi đặc biệt là Đài Loan cũng như là Hoa Kỳ đó sẽ gửi những cái lực lượng đặc biệt đến để mà cứu, bây giờ kéo người ra khỏi những cái đống đổ nát này. Chẳng hạn như một lực lượng ở tại Los Angeles, họ thuộc cái lực lượng giống như là giống cứu hỏa, nhưng mà nó đặc biệt hơn là họ được huấn luyện chuyên giải cứu khi mà có những cái trường hợp động đất hoặc là cháy nhà sập, thưa quý vị, bởi vì họ được huấn luyện đặc biệt là nếu như có giống như là đồ vật đè đó thì có thể phải biết cách nào kéo nạn nhân ra cho an toàn, không có bị thương người đó thêm nữa, hoặc là không để những cái trần nhà hay sao đó đổ sập xuống người của họ. Rồi chẳng hạn như ở những cái đường hầm ở dưới thì họ biết cách chui như thế nào để kéo nạn nhân và kể cả họ ra khỏi những cái đường hầm. Thì lực lượng đặc biệt này với 80 người ở Los Angeles đã được gửi đến Thổ Nhĩ Kỳ. Và bên cạnh đó thì nhưng mà cái vấn đề hiện nay đó thì phía Tổ chức Y tế Thế giới họ nói là họ đã đến nơi, nhưng mà bây giờ cái đường đi vào những cái nơi mà cần cứu đó thì bị kẹt hết, không có đường để đi. Như quý vị thấy là bây giờ họ phải leo lên những cái đống đổ nát, cho nên là cái sự cứu trợ nó cũng đang bị delay một cách nặng nề. Các con đường lớn vào khu vực phía nam của Thổ Nhĩ Kỳ, rồi ở riêng Syria đó, chưa nói tới tình trạng chiến tranh cả chục năm qua, các khu vực này đã đổ nát rồi, bây giờ không có đường vào thì làm sao để có nhân viên y tế của Đức, Tây Ban Nha, Pháp, nói chung là cả châu Âu, rồi Trung Quốc cũng hứa hẹn, Nga thì cũng thân với Thổ Nhĩ Kỳ, cũng từng tham chiến với ở Syria nữa, Nga cũng đang gặp khó khăn riêng trong chiến tranh Ukraine nữa. Nhưng mà cả thế giới đều hỗ trợ. Elon Musk vào sáng nay tuyên bố sẽ hỗ trợ cho người dân ở khu vực này vì tình trạng điện nước, khí đốt, quan trọng hơn Internet. Không có Internet không ai liên lạc được gì hết. Hệ thống điện thoại cầm tay bây giờ vô cùng vàng khó khăn. Chính phủ phải sử dụng những cái hệ thống điện thoại riêng của chính phủ, có cái trạm phát điện rồi trạm phát tuyến. Thì còn người dân thì không có liên lạc được. Những cư dân có người thân ở vùng phía nam Thổ Nhĩ Kỳ bây giờ muốn liên lạc cũng không được. Không biết được con của mình, cháu của mình, gia đình ra sao. Cho nên rất nhiều khó khăn. Khi nãy chúng tôi có gửi đến quý vị, đây là một trong những bản đồ về địa chấn ở tại California. Thì sáng ngày hôm nay các chuyên gia cũng đặt ra vấn đề về động đất California. Mặc dù họ nói California có cái đường nứt từ miền Nam cho tới miền Bắc California luôn, và dự đoán về một cái trận động đất lớn ở California đã từng được đưa ra, có thể xảy ra bất cứ lúc nào mình không biết được. Nhưng mà họ nói trận động đất có thể lên đến 7 chấm Richter đó, có thể xảy ra từ bây giờ tới năm 2035.
Nhưng mà nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nhưng cái vấn đề chính hiện nay là nó không xảy ra cái tình trạng thê thảm như ở các quốc gia khác. Vì hệ thống xây cất của California và cũng như hạ tầng cơ sở của California tốt hơn rất nhiều. Chúng tôi tiếp tục với các bản tin này ngay sau phần quảng cáo. Mời quý vị cùng theo dõi. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi... Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fukudan độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Nguyễn Hoàng Trọng Thủy trở lại với quý vị với thời sự thế giới. Sáng ngày hôm nay, các chuyên gia về địa chấn học họ đề cập lại mỗi khi xảy ra những cái trận động đất lớn trên toàn cầu. Họ đều nhắc đến cái tình hình ở California và họ nói rằng mặc dầu chúng ta có một thời gian dài yên ắng, có thể nói từ 1987 sau cái trận động đất ở Northridge đến giờ đó, cũng xảy ra những cái trận động đất nhưng mà không có lớn, 5 chấm mấy, 4 chấm mấy có, và mới đây nữa thường xuyên 3 chấm mấy, 4 chấm mấy thôi. Các chuyên gia họ nói như thế này: trong quá khứ thế kỷ thứ 19 á, ở California rồi ở San Francisco đã từng có những trận động đất 7.8 độ rồi, và họ đề cập đến San Andreas. Đó là đường nứt của lòng đất trải dài từ miền Nam California đến miền Bắc. Thì họ nói rằng cái đường nứt này đó, nó có thể chuyển động bất cứ lúc nào. Không ai có thể đoán trước được. Họ chỉ có thể nói là sẽ có động đất bởi vì có đường nứt. Nhưng mà khi nào thì không ai có thể nói được. Cho nên họ nói rằng cái chuyện mà đoán là từ nay đến 2035 nó cũng không hẳn, có thể ngày mai. Cái vấn đề chính ở đây của các chuyên gia và kể cả California, họ đề cập đến mỗi khi mà xảy ra các trận động đất, họ xem lại cái tiến trình mà xây dựng và quy trình, quy định về xây dựng của California tiếp tục vẫn giữ tốt. Và làm sao để bảo vệ được con người và cư dân. Mà chưa kể, thưa quý vị, do cái tình trạng California càng ngày càng nhiều người sống rồi giá nhà tăng cao nữa. Cho nên cái việc mà thiết kế, xây dựng nó có vẻ nó dễ dãi. Cho phép người ta xây, có thể biến đổi những cái gara vân vân. Nhưng mà khi quý vị xin phép, cái chuyện đầu tiên mà họ yêu cầu người kỹ sư công chánh hoặc là kỹ sư xây dựng đó và kiến trúc sư đó là phải đưa ra cái bản đồ liên quan đến động đất. Xem coi quý vị có thiết kế cái căn nhà, sửa chữa căn nhà đó theo đúng các tiêu chuẩn về động đất hay không. Thì họ nói rằng với các nỗ lực này thì sẽ không xảy ra cái tình trạng sụp đổ ghê gớm như ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Quay trở lại với Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, họ nói khi mà động đất nó xảy ra đó là rất nhiều các tòa nhà này đó không theo các quy định về động đất, và đó là lý do tại sao nó sập khủng khiếp như vậy. Họ nói không đến nỗi California đâu, nhưng mà cũng sẽ xảy ra những cái tình trạng sập. Không ai có thể đoán trước là xa lộ đường phố rồi. Cái khó khăn là việc đi lại, nếu mà xảy ra một cái trận động đất 7.5 độ, chỉ cần 7 chấm thôi. Ở Thổ Nhĩ Kỳ, thưa quý vị, động đất nó lên gần 1 phút hoặc là hơn 1 phút đồng hồ, khủng khiếp. Chúng tôi nhìn thấy một cái đoạn video nó kéo dài hơn 1 phút đồng hồ động đất ở đây, và đó cũng là lý do mà nó sụp hầu như toàn bộ các khu vực này. Nhưng mà nhìn sang Thổ Nhĩ Kỳ, bây giờ nhìn lại California thì đó cũng là một cái vấn đề mà tiếp tục nhắc nhở trong lòng của người dân trong những thời gian tới. Vâng, thưa quý vị, trong khi đó thì vào sáng ngày hôm nay,
cơ quan an ninh của phía chính phủ Hoa Kỳ đó vừa đưa ra một số những cái thông tin cập nhật về cái vụ cái khinh khí cầu của phía Trung Cộng. Bây giờ đó họ cho một cái bản đồ để mà chúng ta có thể hình dung được là cái quả khinh khí cầu này nó to đến như thế nào. Họ nói là cái sải cánh của nó, cái chiều dài đó lên đến 200 feet lận thưa quý vị, nghĩa là tương đương với một cái tòa nhà 20 tầng. Quý vị tưởng tượng là mỗi cái dịp mà lễ tạ ơn, chúng ta thấy Macy ở trên New York họ có cái diễn hành đó, cái quả bóng bay của họ đó là khổng lồ rồi, 50 feet. Thì cái trái này đó nó gấp 4 lần như vậy, và nó có thể nó gần bằng với một cái sải cánh của một cái chiếc Boeing 747. Và đặc biệt như họ nói đó là cái quả khinh khí cầu này của phía Trung Cộng đó nó còn kéo theo một cái họ gọi là một cái payload, không biết dịch ra là cái gì thôi quý vị. Ở đây mà cái payload này đó khi mà bắn hạ, và phía chính quyền của Tổng thống Biden thì nói là chính vì cái payload này cho nên họ mới chần chừ để vài ngày, họ không có bắn liền ngay lập tức mà chờ nó bay ra gần biển mới bắn. Tại vì cái payload này không đó, nó nặng đến vài ngàn pound lận. Nhưng mà bây giờ trong cái tuyên bố của phía chính phủ thì không nói là trên cái payload này đó có chứa cái gì, bởi vì đây là cũng là đang trong cái cuộc điều tra của cơ quan FBI. Họ đã thu thập hết tất cả những cái mảnh vỡ rồi, họ chỉ cho biết như vậy mà thôi. Thì đặc biệt sau khi cái chuyện này nó vỡ lở đó, thì đến sáng ngày hôm nay một quan chức từ Ngũ Giác Đài đã tiết lộ với CNN, ông này đó yêu cầu được ẩn danh, cho biết là dưới thời của ông Trump đó, khinh khí cầu của spy dịch ra là cái gì anh? Spy. Tình báo gián điệp. Đã bị khinh khí cầu gián điệp. Vâng. Đã từng xuất hiện mà không những một mà đến ba lần. Thì ở dưới thời ông Trump hả? Dưới thời ông Trump. Mà sao ông nghe nói vậy ta? Thì tại vì cái report đó chỉ mới vừa được thu thập và làm thành cái report vào tháng 4 năm 2022, nghĩa là sau khi mà chính quyền của ông Trump đã mãn nhiệm thì họ mới tập hợp hết tất cả ba cái sự kiện từng xuất hiện ba lần, họ tập hợp lại. Nhưng mà đặc biệt cho thấy là ba cái lần đó phía chính phủ Hoa Kỳ, một đó là không phát hiện, còn hai là bởi vì cái khinh khí cầu này đó nó nán lại quá nhanh, nó không có như cái lần này nó đi qua đi lại thì họ để cho nó đi luôn, và sau đó họ thu thập thì phát hiện là có ba lần. Thì tổng cộng ba lần này đó, cái trái khinh khí cầu của Trung Cộng bay ở độ cao hai lần đầu 65.000 feet, và có một lần nó bay rất cao 325.000 feet lận thưa quý vị. Nhưng mà nó không có ở lại lâu, nó chỉ bay lướt qua, tổng cộng ở tại xuất phát là phía bờ biển ở ngoài Hawaii đó, rồi nó đi vô đất liền, sau đó nó bay qua Florida rồi đến Texas. Thì cái bản báo cáo này đó, phía Ngũ Giác Đài họ xác nhận là có một cái bản báo cáo, và chính phủ Hoa Kỳ có một cái chương trình gọi là giám sát khinh khí cầu tầm cao của Cộng sản Trung Quốc. Thì họ nói là ngay trong những tháng đầu tiên khi mà ông Biden nhậm chức cũng phát hiện có một cái sự kiện như vậy, và cũng một trái khinh khí cầu đó bay qua phía không phận của Hoa Kỳ, đặc biệt là ở tại Washington DC, nhưng mà nó bay qua, lướt qua chỉ trong vòng có vài tiếng đồng hồ thôi rồi nó bay đi luôn. Cho nên là phía chính phủ Hoa Kỳ không có làm gì cả. Thì tổng cộng hết tất cả những lần này lại, chúng ta thấy là bây giờ xuất hiện đến 6 lần rồi, chỉ trong vòng thời gian có 2 năm mà thôi. Và đặc biệt đó, phía cái bài báo này cũng cho biết là cái chương trình giám sát khinh khí cầu này của chính phủ Hoa Kỳ đối với Trung Cộng đó lại không có nói rõ là có cần phải bắn hạ nó hay không. Chỉ có lần này đó là thấy nó bay đi bay lại thì lúc đó họ mới bắn, chứ còn nếu mà nó bay lướt qua 1-2 ngày cũng không có bắn nữa. Tin tức sáng nay ghi nhận là Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ fail, thất bại trong cái việc mà tìm thấy hoặc là khám phá khinh khí cầu bay vào không phận Hoa Kỳ trong quá khứ. Chúng tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý liên quan đến tình hình thế giới ngay sau phần quảng cáo, mời quý vị theo dõi.
Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fucodan, độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Do trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria từ hôm cuối tuần đến nay, quý vị, phần lớn những cái tin tức thế giới đều đề cập trong khi các nỗ lực của thế giới quốc tế cố gắng hỗ trợ cho Thổ Nhĩ Kỳ và Syria trong thời gian này. Tuy nhiên, tình hình chiến sự ở tại Ukraine vẫn đang tiếp diễn. Tin tức ghi nhận được vào sáng ngày hôm nay, quân đội Ukraine cho biết. Và tin tức này thì họ vẫn báo cáo trong các cuộc họp báo hàng ngày từ Bộ Quốc phòng của Ukraine. Tính cho đến ngày hôm nay đó, trong vòng 24 giờ vừa qua thôi, thì bản tin từ Ukraine họ nói 1.030 binh sĩ Nga đã bị giết hại, sát hại. Và đây là cái con số chưa tính đến ngày hôm nay, họ nói 24 giờ qua thôi. Và tính từ ngày 24 tháng 2 năm ngoái đến giờ phút này sắp kỷ niệm 1 năm, quân đội Nga thiệt hại 133.190 binh sĩ. Và quý vị cứ tính đi, một người nằm xuống, ba binh sĩ khác bị thương, thì cái con số bị thương có thể lên đến gần 400.000 binh sĩ bị thương. Và đó là lý do trong thời gian qua, phía Nga cố gắng refill, tức điền vào những cái chỗ trống, chết thì chết, mặc bay, còn quân đội Nga vẫn phải tiếp tục đi tìm và huấn luyện các binh sĩ, cho nên thời gian qua đó họ chỉ tập trung ở vùng Bakhmut thôi. Thì theo cái bản tin này, cho đến giờ phút này, cái tình hình chiến sự ở Bakhmut vẫn tiếp diễn và chưa có bên nào tuyên bố chiến thắng được cả. Trong thời gian qua thì Nga nói rằng họ đã đạt được những tiến bộ đáng kể ở Bakhmut. Thế nhưng quân đội Ukraine thì họ nói không, chúng tôi vẫn còn duy trì sự hiện diện của quân đội Ukraine ở vùng Bakhmut này. Riêng với phía Nga thì họ chưa có cập nhật thông tin bởi vì họ không muốn những cái tin tức liên quan đến binh sĩ bị thiệt hại ở vùng chiến tuyến đó sẽ gây ảnh hưởng đến tâm lý của các binh sĩ, cho nên họ cố gắng giữ nguyên hết, không để cho bất cứ một cái sự lay động nào, nhất là trên mặt truyền thông báo chí hoàn toàn là không có những cái tin tức liên quan đến binh sĩ chết. Họ không muốn, họ bưng biết hết tất cả thông tin để giữ cái tinh thần, họ cố gắng duy trì cái tinh thần chiến đấu của binh sĩ ở ngoài tiền tuyến hiện nay đó. Họ chỉ thấy, chúng ta chỉ nghe thấy là cái bọn mà Wagner Group, tức là lính đánh thuê, có một cái viên đang chỉ huy cái lực lượng này, thì họ nói rằng phần lớn lính đánh thuê là còn thiện chiến đánh ở ngoài, bởi vì họ đánh vì tiền nhưng mà chết cũng khá nhiều. Còn cái lực lượng mà binh sĩ mới được nhận gần đây đó vẫn nằm trong cái thời gian được huấn luyện. Tình hình này, binh sĩ Ukraine cho biết họ vẫn tiếp tục gây thiệt hại rất nặng nề đối với phía quân Nga. Chưa kể đó là bản tin cũng nói rằng ít nhất trong 24 giờ vừa qua đó, Nga mất đi 25 chiếc xe tăng. Trước đó trong vòng 2 ngày, 14 chiếc ngày hôm thứ Hai và 11 chiếc hôm Chủ nhật. Tính đến giờ phút này sau gần một năm chiến đấu đó, Nga mất 3.245 xe tăng. Nhưng mà Nga nói không hề hấn gì, bởi vì Nga còn cũng cả bao nhiêu ngàn chiếc xe tăng có thể đưa sang Ukraine để tiếp tục chiến đấu.
Và thưa quý vị, cuộc chiến của những cái công nghệ đặc biệt về trí thông minh nhân tạo đó lại tiếp tục nóng lên khi mà chỉ trong mấy tuần vừa qua chúng ta liên tục nghe về cái công nghệ ChatGPT mà bây giờ Microsoft đó họ chính thức tuyên bố là sẽ đầu tư thêm hơn 1 tỷ vào cái công ty gọi là OpenAI, chính là cái công ty mà tạo ra ChatGPT đó. Thì sáng ngày hôm nay CEO của Google thưa quý vị tuyên bố là họ cũng chính thức ra được một cái công nghệ trí thông minh nhân tạo của họ rồi, gọi là Bard, B-A-R-D thưa quý vị. Và thật sự sáng ngày hôm nay đó Google cho biết là đã được launch, nhưng mà riêng chỉ hiện nay đang cho một nhóm người nhỏ, rất là nhỏ dùng thử, có thể hiểu, có thể đây là những cái người mà chuyên gia về công nghệ để mà họ đánh giá rồi sau đó có thể hoàn thiện lại nữa. Thì Google cho biết là sớm nhất có thể trong vòng 4 tuần nữa, nghĩa là một tháng thôi, là Bard sẽ chính thức được đưa ra cho toàn bộ người dùng trên khắp nơi trên thế giới. Thì công nghệ Bard này đó, phía Google nói là họ bây giờ đang tham vọng là sẽ vượt quá luôn cả ChatGPT, đó là có thể giúp cho mọi người tìm hiểu những cái vấn đề mà rất là khó hiểu, cho đến những cái chuyện mà vặt vãnh vô cùng, những cái vấn đề khó hiểu chẳng hạn như là những cái vấn đề về thiên văn mà khi thường chúng ta mở ra đó nó giải thích rất là khó hiểu, thì Bard có thể diễn giải theo một cái cách mà dễ hiểu đến nỗi mà một đứa trẻ cũng hiểu được nữa. Hoặc là còn những cái vấn đề mà vụn vặt ở trong cuộc sống, chẳng hạn như là một cô gái sắp làm đám cưới, thì bây giờ đó chẳng tự cái bản thân một người phải lên trên Google rồi tìm kiếm hết tất cả mọi thứ, từ đặt nhà hàng cho đến đặt hoa rồi nhiếp ảnh ở đâu vân vân. Thì bây giờ nếu mà dùng Bard á, chỉ cần đánh vào hỏi là làm sao tổ chức một cái đám cưới, là cái chương trình này sẽ đưa hết từng bước một cho cái cô dâu này, là lúc đầu cô phải làm cái gì, coi như là bây giờ không cần phải tự tìm nữa. Hoặc chẳng hạn như là sắp sửa nấu một cái bữa ăn cho những người bạn, thì chỉ cần cung cấp cái dữ liệu cho cái chương trình này là bạn của cô này thích ăn cái gì, chẳng hạn là không thích ăn cay, thích ăn đậu, ăn bơ vân vân, đưa những dữ liệu vào, thì cái chương trình này nó sẽ ra cái kết quả là nếu với cái sở thích như vậy thì cô nên nấu những cái món thế này, thì người dùng không cần phải giống như là đi tự mình tìm kiếm nữa. Tuy nhiên Google họ cũng nói thêm là cái chương trình này đó hiện nay họ cung cấp những cái bài báo, họ tập hợp dữ liệu cho người dùng, nhưng mà chẳng hạn như những cái vấn đề như những cái bài báo có mang những cái tính cái gì? Những cái thuyết âm mưu hay là fake news thì Bard không thể phân biệt được, thưa quý vị, nó chưa thể phân biệt được. Cho nên là họ khuyến cáo là nếu quý vị mà muốn tìm hiểu sâu về những cái thuyết âm mưu đó thì cần phải thật tỉnh táo với những cái dữ liệu mà Bard đưa ra. Yeah. Chứ thuyết về ai là người đã ám sát Tổng thống JF Kennedy vân vân, chỉ có những cái số liệu thực sự đã được đưa ra trong quá khứ thì mà Bard, B-A-R-D hoặc là ChatGPT mới nhận định được thôi. Còn thuyết âm mưu thì họ có thể nói bất thường, rất là khó. Cho nên ngay bây giờ chưa đâu thưa quý vị, chúng tôi nghĩ rằng trong những năm tới đó, cái kỹ công nghệ về AI đó, trí thông minh nhân tạo mới khủng khiếp. Nó sẽ thay thế nhiều thứ lắm. Bây giờ chỉ là bước khởi đầu thôi mà chúng đã làm được những cái chuyện không thể ngờ được. Thí dụ, một người MC có thể đưa ra toàn bộ cái bài diễn văn họ muốn, mà chỉ trong vòng tích tắc thôi là cái ChatGPT có thể đưa ra một bài diễn văn tuyệt vời luôn. Viết theo kiểu nào họ cũng viết được. Thứ hai nữa, thiết kế công nghệ là ChatGPT có thể đưa ra cái code thảo trình cho những người viết cái code ở trên đó luôn. Cho nên trong tương lai chúng ta sẽ thấy tiếp tục sẽ phát triển. Đây là cũng là thời điểm đối với ai muốn đầu tư đó, thì chúng tôi nghĩ đây là thời điểm khởi đầu để đầu tư vào công nghệ AI. Bởi vì 5 năm, 10 năm nữa chắc chắn cái công nghệ này sẽ được phát triển, không những cho các công ty, không những sự cạnh tranh giữa Google, Microsoft, mà còn giữa các chính phủ với nhau nữa. Ngay bây giờ đó, Trung Quốc, Đại Hàn, Nhật Bản,
Hoa Kỳ đang chạy đua, nhất là sự chạy đua này giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Bên phía Trung Quốc cũng chạy đua với cái công nghệ AI kinh hoàng lắm. Chúng tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý sau phần quảng cáo. Mời quý vị cùng theo dõi. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi... Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 469 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fukudan, độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Thời sự thế giới tiếp tục cũng xin được nhắc với quý khán thính giả là chiều nay từ 5 giờ trở đi trong phần tin tức buổi chiều của đài. Sau đó chúng tôi sẽ gửi đến quý vị trực tiếp truyền hình thông điệp liên bang của chính phủ Tổng thống Joe Biden về hiện tình đất nước Mỹ này. Và trong đó đề cập đến rất nhiều các vấn đề. Mới đây thì Trung Quốc, chiến tranh Ukraine đụng độ cái quả khinh khí cầu và vấn đề mậu dịch, vấn đề mà con chip điện toán, vấn đề tình báo đối phó với Trung Quốc, vấn đề Đài Loan sẽ được đề cập đó, đó là tình hình thế giới. Và trong bài thông điệp liên bang chiều nay, ông cũng sẽ nhắc tới một phần nhỏ liên quan tới COVID-19, những nỗ lực mà chính phủ của ông trong 2 năm qua khi mà vào đó là tình hình đại dịch đang gia tăng, nỗ lực của chính phủ Hoa Kỳ để hỗ trợ như thế nào. Chưa kể là trong năm nay, thưa quý vị, những cái nỗ lực liên quan tới COVID-19 sẽ dần dần được loại bỏ. Có nghĩa là chúng ta đã nghe tin là từ tháng 5 trở đi đó, chích ngừa COVID-19, hãng bảo hiểm sẽ chịu. Và thậm chí có những người không có bảo hiểm bỏ tiền túi ra xét nghiệm, bởi vì thực ra COVID-19 sẽ ở với chúng ta mãi mãi, vì chúng đã xuất hiện trên quả đất này rồi, sẽ ở lại với chúng ta. Và vì thế hàng năm cơ quan y tế vẫn kêu gọi chích ngừa, không những chích ngừa cúm mà cả chích ngừa COVID nữa. Theo một báo cáo ngày hôm nay đưa ra khảo sát trong thời gian qua, 40% gia đình người Mỹ phải đương đầu, đã đương đầu với 3 lần cúm. Chúng ta thấy là thứ nhất đó, là cúm bình thường, họ gọi là seasonal influenza, và ngay bây giờ cũng có người đang mắc bệnh bởi vì mùa đông là cái trường hợp nhiều nhất. Thứ nhì đó là COVID-19, đã có người bị COVID-19 rồi, và thêm một cái bệnh do siêu vi khuẩn gây ra, họ gọi là RSV, gây nên khó thở về tấn công đường phổi. RSV không phải là COVID-19, là một dịch bệnh mà chúng ta thường thấy vào mỗi mùa đông. Chưa kể là đến common cold nữa, cảm lạnh, sổ mũi. Cái common cold thường nó hay đi chung với cái flu lắm, thưa quý vị. Hai cái này nó đi cùng với nhau. Quý vị cảm thấy lạnh, thật là lạnh, xong sổ mũi rồi nhức mình nhức mẩy. Có người nằm liệt giường tới 3 ngày, 5 ngày, thậm chí cả tuần lễ luôn, uống thuốc liên tục luôn mới hết. Thì cái đó là tình trạng cúm lạnh, cảm lạnh bình thường. Rồi COVID-19 nữa. Khảo sát cho biết 40% gia đình người Mỹ bị. Thì họ đưa ra cái này để cho thấy rằng cái việc mà bị nhiễm những cái bệnh về cảm cúm kèm theo COVID-19, và chưa kể đó là COVID-19 nó đang biến thể. Có thể là cái việc biến thể này nó đang giảm dần cái tác hại, và đó cũng là lý do cái số người tử vong, số người bị nằm liệt giường ở trong bệnh viện đã giảm rất mạnh trong thời gian qua. Và với cái tiến trình này thì chính phủ Hoa Kỳ sẽ phải chi tiêu thêm nữa cho cái việc phòng ngừa và chữa trị COVID-19 trong tương lai. Nhưng mối quan tâm hiện nay của các chuyên gia y tế là COVID-19 cộng với flu và cộng với bệnh đường hô hấp sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng đến cộng đồng người Mỹ về lâu về dài.
Vâng, thưa quý vị, cũng liên quan đến phần tin về y tế thì mới đây chính quyền ở tại Mexico đó hiện nay họ đang lên tiếng báo động, và bởi vì chỉ trong vòng có 2 tháng vừa qua thôi, ở một cái tiểu bang của Mexico gọi là Durango phát hiện ra một cái đợt bùng phát dịch viêm màng não mà đến bây giờ đã 35 người bị thiệt mạng rồi. Thì phía chính phủ Mexico cho biết là tính tới đến sáng ngày hôm nay đó, tổng cộng là 79 trường hợp, và đặc biệt là tất cả toàn là người giống như là người thành niên chứ không phải là trẻ nhỏ hay là người già, độ tuổi trung bình là khoảng 20 mấy cho đến 40 mấy. Thì viêm màng não đó thường là do họ bị nhiễm một cái loại virus nào đó, có khi là vi khuẩn hoặc nấm thôi, nhưng mà nó đi lên lên trên làm viêm não hoặc là viêm tủy sống, trường hợp nặng là có thể không có giải phẫu được thì sẽ bị chết. Thì ở Mexico đó, tổng cộng tính đến sáng ngày hôm nay 79 trường hợp, tổng cộng 35 người chết, nghĩa là hơn một nửa chết. Thì phía chính quyền Mexico họ ghi nhận đó là vào đầu tháng 12 là những cái trường hợp đầu tiên 3 người ở trong một gia đình phải nhập viện vì cùng một lúc bị viêm màng não, và sau đó phẫu thuật thì không có qua khỏi. Và chỉ trong vòng từ tháng 12 cho đến bây giờ đã tổng cộng 79 trường hợp, mà bây giờ phía cơ quan y tế địa phương ở đây họ cũng không biết là lý do vì sao nhiều như vậy. Thường viêm màng não rất là ít khi xảy ra mà cùng một lúc như vậy. Trong khi đó, ở tại Ohio, chính quyền tiếp tục từ chiều hôm qua rồi họ đã kêu gọi người dân di tản ra khỏi cái khu vực mà đường xe lửa đã chật đường dày, gặp tai nạn, và cả cái xe, nhiều toa xe họ chứa những cái hóa chất, trong đó những cái hóa chất độc hại. Hiện nay thì họ đang đo lường xem cái khói mà họ đang phải đốt. Cái khó ở đây là, thưa quý vị, họ không có thể mà nghĩa là cẩu những cái xe tải này ra khỏi đường dây, bởi vì họ sợ nó nổ. Mà nếu nổ thì cái nhân viên mà cứu hỏa rồi những nhân viên bảo vệ an toàn có thể thiệt mạng. Chính vì thế họ phải đi đến quyết định là cho nó thiêu hủy từ từ, đốt nó dần dần. Thì những toa xe lửa này đó mang theo những cái hóa chất độc hại, chẳng hạn như chất vinyl chloro. Thì chất này họ sử dụng để làm vải nhuộm, họ làm nhựa, họ làm nhiều thứ lắm. Thì con người mà hít vào đó có thể bị cancer, có thể bị đường hô hấp, vân vân. Chính vì thế mà trong thời gian qua, hàng ngàn người trong khu vực ở Ohio thuộc thành phố Palestine, ở đây cũng có một thành phố mang tên Palestine, thưa quý vị, và đây là cái con đường xe lửa chạy ngang. Một phần thành phố này nó nhỏ, nó giống như cái thị trấn này, cho nên cái số người bị ảnh hưởng nó không có lớn lắm. Nhưng mà để bảo vệ được nạn nhân trong cái trường hợp tai nạn xe lửa này, cho nên họ phải đục cho nó thủng ra, cho nó chảy ra, rồi họ gọi là đốt kiềm chế. Nó tương tự như là những nhân viên cứu hỏa mà họ tham gia vào việc kiềm chế cháy rừng vậy. Thậm chí họ cũng phải đốt một số các cây để kiềm chế không cho cái lửa nó lan rộng ra hơn nữa. Và đây là họ nói rằng đốt kiềm chế. Thì nhưng mà đốt kiềm chế đó cũng gây nên cái phản ứng liên quan đến môi sinh. Khói, cái khổ ở đây đó, nó không chỉ bao trùm ở cái thị trấn Palestine, mà có thể nó sẽ lan sang rộng hơn sang các thành phố khác. Vấn đề chính là khói lên như vậy, lan tỏa như vậy sẽ gây ảnh hưởng độc hại cho những ai. Thì đó là vấn đề mà chính quyền hiện nay Ohio họ không có một cái cách nào khác hết, không có cách nào để mà có thể thiêu hủy cái số lượng hóa chất trong chiếc xe lửa này, cho nên đó gặp khó khăn và phải đốt thôi. Thì chỉ có điều là những ai mà còn nán lại đó thì ráng chịu. Cho nên chính quyền nói rằng quý vị không di tản thì cái chuyện đó chúng tôi không biết làm gì hơn nếu quý vị cứ tiếp tục nán lại. Thực ra trong vòng 24 giờ qua cả ngàn người cũng đã rời khỏi cái khu vực này. Và thưa quý vị, vào tháng 12 quý vị cũng nhớ chúng tôi đưa tin là có một cái sở cảnh sát nhỏ ở cái thành phố gọi là Laverne của tiểu bang Tennessee bị chấn động khi mà có
11 cảnh sát nhưng mà hết 8 người vướng vào những cái bê bối là quan hệ tình dục tập thể rồi quan hệ tình dục khi mà đang trong giờ làm nữa, khiến cho bây giờ cái sở cảnh sát này đó 8 người liên quan thì hết 5 người bị sa thải, 3 người bị đình chỉ chức vụ rồi bị phạt vân vân, nhưng mà cũng may là không có bị đuổi. Những cái người bị đuổi đây đó là như quý vị thấy là đầu tiên là cái cô nữ cảnh sát duy nhất trong cái sở cảnh sát này, bởi vì 4 người này đó là có gia đình nhưng mà quan hệ tình dục và đặc biệt là làm ở trong cái giờ làm cho nên họ bị đuổi. Còn 3 ông kia đó là tại vì không có gia đình và ngoài giờ làm cho nên là chỉ bị kỷ luật thôi. Nhưng mà sáng ngày hôm nay thêm một nhân vật khác cũng chính thức bị bay màu, đó là ông cảnh sát trưởng của cái sở cảnh sát này. Bởi vì cái cô Megan Ho, mà cái cô cảnh sát mà bị đuổi đó, cổ complain, cổ nói là ông cảnh sát trưởng này biết hết cái chuyện này nhưng mà ổng nhắm mắt làm ngơ, vậy thì tại sao chỉ trừng phạt mỗi một mình cổ thôi? Thì phía cấp trên đã mở một cái cuộc điều tra và phát hiện là ông police chief tên là Brel Davids, ổng biết hết tất cả những chuyện mà 11 người cảnh sát của ổng làm, nhưng mà ổng không hề có cái hành vi là không hề có viết report hay là cảnh cáo bất kỳ ai, ổng làm ngơ hết, cho nên mới cái sở cảnh sát nó bị toài hoài ra một đống. Và cuối cùng thì ổng lúc ban đầu đó cuộc điều tra diễn ra thì ổng bị đình chỉ chức vụ, nhưng mà sau đó kết luận là khi mà phía thành phố thuê thám tử để mà mở cuộc điều tra thì ổng còn có cái hành vi là cản trở cái cuộc điều tra nữa, cho nên ổng chính thức đã bị sa thải. Và bây giờ cái sở cảnh sát này, thứ nhất mất 5 cảnh sát viên đang thuê người chưa được, và thứ hai mất luôn ông police chief ở đây. Và đó là các bản tin đáng chú ý ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Mời quý vị một lần nữa chiều nay 5 giờ theo dõi phần tin tức và sau đó là bài thông điệp liên bang trực tiếp từ Washington của Little Sài Gòn TV. Vào trong YouTube xin nhớ nhấn nút like và nút subscribe quý vị. Kính chúc quý vị một ngày làm việc thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.